mọi người nha. Thì hôm nay em ý vào vườn, sẵn em ý vào vườn thì em ý sẽ làm để chia sẻ cho mọi người một cái clip về những cái cây mà hiện tại vườn em ý mới về và những cái cây mà nhiều khi mọi người chưa có thể mà sưu tầm được á. Thì hôm nay em ý sẽ làm lại để chia sẻ cho mọi người ha. Thì ở đằng sau em ý là những cái cây hoa mẫu á mọi người. Những cái cây hoa mẫu sau lưng em ý đều có hàng cho mọi người sưu tầm hết nha. Những cái cây này em ý có hàng cho mọi người sưu tầm hết. Đó, mọi người thích cây nào thì mọi người cứ chụp mặt hình hoặc là mọi người gửi qua Zalo cho em thông qua cái số điện thoại 0989214119 nha mọi người. Đây là một cái cây EB nè mọi người. Cây này thì em ý chỉ còn một cây thôi. Anh chị nào nhanh tay thì mình alo em ý nha. Và đầu cái clip này em ý hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cây trắng lưỡi đỏ cực kỳ mới luôn mọi người. Cái cây trắng lưỡi đỏ này rất là đẹp luôn và rất là đáng chơi ha. Cây này thì giá sẽ cực kỳ mềm cho mọi người chơi. Cây này ở cánh nó sẽ có ti ti và đặc biệt cái lưỡi của nó sẽ đỏ đậm, rất là đẹp và rất là đáng chơi. Đây là mặt bông trắng lưỡi đỏ em mới chia sẻ cho mọi người. Nói chung cây khá là đẹp luôn mọi người, khá là đẹp và khá là nhiều thân. Thì cái này em mới chia sẻ cho mặt bông của nó nè mọi người. Nó cực kỳ đẹp. Cây này là một cái cây cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc, mọi người thấy không? Lưỡi của nó tím hầu hết là gần như hết luôn. Cái này lưỡi tím hầu hết là gần như hết luôn mọi người. Mặt bông này em ấy chia sẻ với mọi người là giá rất là mềm luôn nha, 135.000 một cây. Mặt bông này em ấy chia sẻ với mọi người là 135.000 một cây. Thì cái cây trắng này lưỡi rất là đẹp và rất là to. Đây là cái cỡ cây mà em ấy sẽ chia sẻ cho mọi người là tầm cỡ này, 135.000 thôi mọi người. Cái cây này là cây này tên của nó là Richey Delight nha mọi người. Richey Delight em ý bán 135.000 một cây. Tại vì em ý đứng giữa vườn nó sẽ hơi chói cho nên mọi người chịu khó mọi người nhìn giùm em ý nha. Nó quá nắng cho nên là buộc là nắng nó phản xạ nó sẽ chói mọi người. Mặt bông này rất là xuất sắc, một cái cây tem mới cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. 135.000 và đơn hàng em ý sẽ bao 3 cây, em ý sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người nha. Cây tiếp theo em ý sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cây này nữa. Cây này là một cái cây màu vàng, xưa là xưa rồi mọi người. Những anh chị lão làng chắc cú là sẽ có những cái cây này, nó rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Đây thì cái cây Amaki vàng lưỡi đỏ này hôm nay cây em ấy bán cây rất là đẹp cho mọi người chơi. Cây này em ấy chia sẻ với mọi người là 150.000 một cây Amaki, rất là nhiều thân. Cái này về mọi người có thể tách ra làm hai chậu cũng được ha. Và cứ đơn hàng 3 cây thì em ấy sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người, Bắc Trung Nam gì cũng được ha. Nói chung là cái này ai mua trước thì sẽ được cây đẹp thôi mọi người. Và tại vì lúc mà em ấy gói hàng thì em ấy sẽ lựa những cái cây đẹp để em ấy gói cho mọi người trước ha. Mặt bông này là 150.000 một cây Amaki. Amaki em ấy chia sẻ cho mọi người chậu phải nói là rất là nhiều thân và rất là đẹp. Cây này cực kỳ nhiều thân và cực kỳ đẹp luôn mọi người. Anh chị nào thích cây này thì alo em ý để chốt cây này. Tên của nó là Amaki nha mọi người ơi. Cái cây thứ ba em ý chia sẻ cho mọi người là một cái cây này, cây tai quanh chai á mọi người. Tay quanh chai hôm nay nhà em ý có hàng siêu to khổng lồ cho mọi người chơi. Thì cái cây này lúc trước nhà em ý cũng đã chia sẻ, nhưng mà cái cỡ đó chỉ là cái cỡ cây trưởng thành, nhưng mà cỡ đó là cỡ vừa vừa thôi mọi người. Hôm nay thì nhà em ý nhập được một cái lô rất là đẹp, nói chung tiền nào của nấy nha mọi người. Mặt đông một bông màu cam lưỡi đỏ, bởi vì nó là chậu to và nhiều thân nhiều hướng cho nên giá nó sẽ cao hơn. 250.000 một cây tai quanh chai mọi người. Cái này thì nó rất là nhiều thân và rất là bự. Trước thì em ấy bán 180 một chậu, nhưng mà chậu nó chỉ đi được một hướng thôi ha. Còn cái chậu này nè 250.000 mà nó sẽ đi rất là nhiều hướng, thì tính ra mình mua cái chậu này nó vẫn lợi hơn. 250.000 một cây tai quanh chai cam lưỡi đỏ. Cây này cực kỳ to mọi người, nó rất là to. Đây là một cái trong những cái cây tai quanh chai trước giờ em ấy bán mà em ấy thấy nó là to nhất và bự nhất luôn. Và cái cỡ cây nó xum xê nhất luôn mọi người. Cái cỡ trước thì chỉ một hướng 180, em ấy vẫn còn hàng nhưng mà đi một hướng thôi. 250 thì nó đi nhiều hướng và cây nó rất là to và rất là khỏe nha. 250 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm tai quanh chai thì mọi người alo em ý nha. Rồi, cái cây thứ ba em ý, cây thứ tư em ý sẽ lên cho mọi người một cái cây này nó rất là đẹp luôn. Cây này trắng lưỡi đỏ còn đẹp cực kỳ nữa mọi người. Cây này nó còn đẹp hơn nữa mọi người. Enjoy No 2, Enjoy No 2 hôm nay em ý có cây này cho mọi người chơi. Cái này em ý chia sẻ với mọi người là 160.000 một cây Enjoy No 2. Lên mặt bông Enjoy No 2 cho mọi người xem. Mọi người thấy không?
Cây này là riêng, cây này là mắt mũi đầy đủ. Và dòng cây này em nói thiệt với mọi người, đẹp từ thân tới lá. Cái cây Anzoi No 2 này nó sẽ đẹp từ thân tới lá luôn. Bây giờ em ấy sẽ lên mặt bông Anzoi No 2 cho mọi người xem ha. Nó rất là xuất sắc. Và riêng cái cây này nó mà lên cái măng thôi, mọi người nhìn cái măng là mọi người mê. Cái cây này mình nhìn cái măng thôi là mình mê rồi mọi người. Rất là khỏe và lá rất là đẹp. Cây gì chứ cây này là đẹp từ lá, từ thân tới hoa luôn mọi người. 160.000 một cây Anzoi No 2. Mọi người thấy mặt bông Anzoi No 2 không? Cây này cái cánh nó sẽ lem và màu cái lưỡi nó sẽ màu đỏ nhung nha mọi người. Cây này là lưỡi đỏ nhung, còn cây hồi nãy là lưỡi nó chỉ đỏ bình thường thôi. Còn riêng cây này lưỡi nó sẽ là màu đỏ nhung rất là đẹp luôn. Họng nó sẽ màu vàng và cánh nó sẽ lem bệt hồng. 160.000 một cây Anzoi No 2. Những anh chị nào mà thích chơi chậu to, chậu tác phẩm á, thì mình làm 2-3 chậu này về mình vô một cái chậu tác phẩm nè. Mỗi lần nó ra là nó nở rộ, nó nở đều luôn, nó rất là đẹp mọi người. Nó rất là xuất sắc luôn. Cây gì chứ cây Anzoi No 2 nó rất là xuất sắc mọi người thấy không? Chỉ chậu sơ dừa thôi mà rễ nó ra xum xuê như thế này là mọi người biết cái cây nó khỏe như thế nào nha. 160.000 một cây Anzoi No 2. Anh chị nào alo thích thì alo Anzoi No 2 cho em ý nha. Nếu như mà mọi người á không có nhớ cái mặt, cái tên á, tại vì cái tên nhiều kênh nó tiếng Tây, tiếng Tàu hồi xưa giờ của Thái mọi người nó rất là khó nhớ, thì mọi người cứ chụp màn hình lại mọi người gửi qua Zalo cho em, hoặc nếu như mà mình nhớ thì mình khỏi chụp màn hình. Nhưng mà em ý khuyến cáo mọi người là mình có thể nhớ một cách nào mà dễ dàng nhất thì mình cứ nhớ theo cái cách đó. Cái cây thứ ba em ý sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái cây màu đỏ, màu vàng đỏ này. Cây này là Sinh Phong Anger, một cái cây cực kỳ đẹp. Thì cái cây này là còn trong chậu sơ dừa. Nếu như mà anh chị mua hàng của nhà em ý về thấy hàng còn trong sơ dừa, có nghĩa là nhà em ý chưa trồng kịp, chưa vô chậu 16 kịp, thì mọi người có thể thay chậu, mọi người xử lý, mọi người thay chậu. Anh chị nào mà chưa biết cái cách xử lý thay chậu thì mọi người cứ alo cho em ý hoặc nhắn tin qua Zalo cho em ý. Em ý sẽ chỉ tận tâm nhất có thể. Cái gì em ý biết thì em ý sẽ chỉ cho mọi người ha. Đây là mọc bông Sinh Phong Anger, một cái cây vàng phải nói là cực kỳ xuất sắc, và tầm 2 năm rồi nhà em mới có hàng lại để chia sẻ cho mọi người nha. 135.000 một cây Sinh Phong Anger, mặc dù giá nó chỉ có 135.000 nhưng mà cứ đơn hàng 135.000 là em ấy sẽ bao ship cho mọi người. 135.000 nhưng mà vẫn bao ship chứ không phải bao ship mọi người. Cho dù một cái cây 120 bên em ấy vẫn bao ship cho mọi người. Bắc Trung Nam gì nhà em ấy bao ship hết nha. Sinh Phong Anger một cái cây vàng đặc biệt, lưỡi mở rất là đẹp luôn và cánh nó sẽ có tia màu đỏ rất là đẹp. Anh chị nào mà thích cái cây này thì alo em ấy để chốt nha mọi người. Hoặc là mọi người muốn chuẩn á, mọi người muốn bốc, em ấy bốc cây chuẩn, tốt nhất là mọi người cứ kết bạn Zalo với em ý qua số điện thoại 0989214119 đó, rồi mình gửi chụp màn hình, mình gửi mặt bông qua. Cái đó là cái cách mà chốt cây chuẩn nhất luôn mọi người nha. Mọi người có thể kết bạn với em bên Zalo nè, hoặc mọi người có thể đăng ký YouTube của em, tại vì YouTube của em là cái nơi em hay cập nhật những cái mặt bông mới nhất lên YouTube luôn á mọi người. Mình đăng ký là khi nào mà em ý cập nhật là mọi người sẽ thấy được những cái mặt bông mới nhất, lúc đó là mình sẽ siêu tầm được trước nhất. Tại vì không phải lúc nào mà những cái mặt bông mới đó nhà em ấy cũng về đủ số lượng để chia sẻ cho mọi người. Có cây sẽ nhiều và có cây sẽ ít nha mọi người, cho nên là mình mua trước là mình sẽ được ưu tiên thôi. Em ý lên một cái cây Nikon chai sĩ No 1 cho mọi người coi. Cam lưỡi đỏ mắt vàng. Cây này thì màu cam nó sẽ tươi hơn cái cây Taiwan chai mọi người. Cái này nó màu cam lật lợt thôi chứ nó không có cam như cam đậm như Taiwan chai nha. Nikon chai sĩ No 1 em ý chia sẻ 150 một cây. Cây rất là đẹp và rất là nhiều thân và cây này là cây thuần rồi mọi người. Rồi, cái clip em ý làm tới đây là một cái clip ngắn ngắn thôi cho mọi người dễ xem ha, tại vì không phải ai cũng có thời gian để mình xem cái clip dài á mọi người. Thì anh chị nào mà cần những cái giống gì á, hoặc những cái giống mà mọi người em ý làm cái clip mọi người có rồi, hoặc là mọi người thấy được cái mặt bông nào đẹp á, mọi người có thể lấy cái mặt bông đó mọi người qua hỏi bên em ý. Em ý có thì em ý sẽ chia sẻ cho mọi người ha, có là em ý sẽ chia sẻ cho mọi người hết. Nhiều khi có những cây em ấy sẽ không lên được cái clip á. Có cây màu xanh này mọi người. Màu xanh này thì nó nở mấy ngày rồi, nó sắp tàn cho nên cánh nó cong hết rồi. Màu xanh này em ấy có hàng mèo chia sẻ cho mọi người 150 một cây nha. Đây là một cái cây màu xanh tuyền luôn, từ nó là xanh tuyền hoàn toàn, hoa rất là thơm luôn. Nhưng mà tại vì nó nở lâu, nó sắp tàn rồi, hoa nó không có được đẹp bắt mắt cho lắm. Nhưng mà em ấy vẫn đưa hoa thật cho mọi người coi, tại vì cái gì thật nó vẫn hơn hết á nha. Đó, 150 một cây hàng mèo. Cây đó em bán 150. Em ấy sẽ giới thiệu sơ sơ dàn mẫu của em ấy. Còn cái cây này nè mọi người, cây này là cây mem, cây này là Anna Mini. Em ấy bán cây bông 150.000. Anh chị nào thích cây bông thì mình sẽ chốt cây bông ha. Đó, còn màu tím hay là
cũng 150 một cây hàng lá. Còn cây bông này nó sơ sát, ai lấy em để 120, cây bông ai lấy em để 120, nó rất là đẹp. Cái NC này là mọi người, em mới khuyến cáo mọi người nên chơi NC này là của đài, ai thích chơi hàng đài thì mình chơi cây NC này. NC này nở tầm 15 ngày rồi mà chưa tàn, chưa tàn luôn mọi người, cánh nó rất là dày, cánh sáp mà, và cái lưỡi nó càng ngày sẽ lằn lên màu đậm màu vàng á mọi người, màu vàng nghệ rất là đẹp. 180 một cây NC nha. Rồi em ấy làm clip tới đây nha, em ấy cảm ơn mọi người đã xem cái clip của em ý. Mọi người, em ý rất mong muốn là mọi người hãy luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube của em ý. Em ấy hứa sẽ cố gắng và cập nhật những cái giống mới nhất cho mọi người sưu tầm. Bye bye mọi người nha.